thác Dải Yếm ở Mộc Châu có một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt. Mời các bạn cùng với tôi tham gia khám phá. Lên đường nào? Đây là nằm vòng nếu như chú đi chứ là trong hai thác thì nó ở Mộc Châu. Đúng được. Đúng đẹp đấy. Làm cái gì một kiểu đi. Làm gì cái đấy đấy? Quay. À, đây. Đó. Lại lên kia. Đi. Lại lên đường này phải. Đi. Đẹp đấy, tiền 2, 3. Nào, đưa anh vào đi. Chụp toàn cảnh à? Được rồi, đẹp rồi. Anh chụp sao cái. Đây, ông Hoàng biết rồi, để trong ông Hoàng Linh mà đứng đây. Anh ông đứng như thế này. Các bạn ơi, cho mình vào cái. Bắt đầu. Lấy lửa người. Mai An ơi, Vi bảo chúng mình vào đây kia kìa.
nhá. Cả mũ. Đây, có phải kia không? Có người nhỉ? Đi ra cái cầu này chụp thôi, còn không.